nói hạnh phúc là hành trình chứ không phải là đích đến. Và đúng như thế, trên con đường chinh phục đỉnh cao thứ hai ở Việt Nam, chúng tôi đi qua những cái khoảng không và những không gian rất là thách thức nhưng cũng rất là đẹp. Lai Châu, tháng 4, 2019.